Thưa quý vị, vụ nhân đã có mặt tại thành phố San Jose, miền Bắc của tiểu bang California. Ngày 21 tháng 12, võ đường Vô Vi Nam tại thành phố San Jose đã tổ chức ngày vinh danh Vô Vi Nam, phát quà Giáng sinh và thi tài năng. Chương trình thật là ấm cúng, vui nhộn, điều làm cho ban giám khảo và những người tham dự rất ngỡ ngàng. Đó là tất cả các em thí sinh là những em sinh ra ở Mỹ còn rất nhỏ, nhưng văn võ song toàn. Dạ con tên là Khiết Nguyễn Phương Lâm. Dạ con được 8 tuổi. Dạ hôm nay con ca bạn bạn đó tên là Chánh Nghĩa của nhạc sĩ Chú Ánh Biên. Người đoạt giải nhất của cuộc thi tài năng chiều hôm nay đó là ca sĩ nhí Thúy Vi. Dạ con rất vui tại vì con được múa chung với bạn và hát và thắng giải nhất. Nếu mà nói được với các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới đang xem cái chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN thì con có thể nói được cái điều gì ngày hôm nay? Dạ con cảm ơn mẹ và ba đã dẫn con qua đây để đi thi và con mong cho các bạn đi thi luôn. Dạ em tên là Vi Diệu. Con em chúng ta sống ở xứ người mà chúng ta vẫn nói được tiếng Việt và các em hát được tiếng Việt. Cái con hiểu được những gì mình hát, thể hiện được cái bài hát cũng như là thể hiện được những cái môn võ cổ truyền của người Việt Nam mình. Thì Vi Diệu thấy rằng đó là một cái điều quá tuyệt vời. Cái lý do gì con chọn cái bài hát này? Dạ con chọn bài hát này tại ba mẹ của con là người Việt Nam và con là người Việt Nam và con thích Việt Nam luôn. Dạ con tên là Jenny Đăng Anh ạ. Cái chương trình thi tài năng này rất là có ý nghĩa tại vì nó khuyến khích các em có thể học tiếng Việt và rèn luyện những tài năng mình đang có. Dạ Vân Lê là ủy viên giáo dục học khu ISI. Đánh giá rất cao cho cái buổi thi diễn văn nghệ của các cháu vì có những người mà có công sức như vậy và nghĩ đến những cái truyền thống như vậy thì thế hệ tương lai mới tiếp nối được con đường của cha, mẹ, ông bà. Công việc của tất cả chúng ta ngày hôm nay, chúng ta duy trì truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Chúng tôi xin được cảm ơn võ sư Cẩm Tình của Viện Võ Đạo Võ Việt Nam. Chúng tôi cố gắng làm với tất cả mọi khả năng mà hiện có để giữ gìn truyền thống văn hóa. Rất là vui khi mà thấy có rất nhiều các em tới tham dự và quý đồng hương đến để mà yểm trợ. Sự đóng góp, sự có mặt, sự hiện diện của quý vị là động lực để cho chúng tôi là những người luôn cống hiến vào cộng đồng để mà giữ vững tinh thần mạnh mẽ của cộng đồng của chúng ta tại thành phố San Jose này. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và đặc biệt là tất cả các phụ huynh đã mang con em của chúng ta đến đây để dự thi ngày hôm nay. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose, miền Bắc của tiểu bang California.